dính đầy bên trong này, nhìn kỹ bên trong này toàn tật không này, nhìn thấy tật không? Mấy cục trắng trắng đấy hả bố? Mấy cục đây rồi, nó lăn tăn đi tin được một đứa này. Đây hả? Như này này, thấy không? Đây này đấy, đấy sạch sẽ này, trắng sau như bạch tuyết như thế này mới được này, lợn cợn chấm chấm đen đen bóc hết ra đấy. Một phần để xào dưa, một phần để khiến nước dừa. Khi nước dừa phải hết từng đây thì mới đủ. Khi nước dừa nó ngót lại là chỉ còn bao nhiêu đây. Trứng ngót. Đấy, cái đoạn này nó cũng là cái đoạn giòn này. Điên à. Chưa nấu miếng này. Chưa nấu hả? Dạ, giờ mới đang thái ra mà. Ôi là trời, con tự nó rồi. Con dầu màu điều đúng không? Đúng không ạ? Đấy, nhìn vào đấy đi thôi, nhìn gì? Con ăn như thế nào? Gan hay là ăn lòng? Lòng á? Ăn như cơ mà. Đúng không? Ăn được không? Ok chưa? Ok. Rồi quay lại đi. Cái bụng con nó kêu là làm thêm miếng nữa đi á bố. Miếng này nữa lo đi tắm đấy nhá. Dạ. Nóng không? Nóng ra thôi. Chưa? Dạ.